Rồi, mến chào cô chú anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay em giao lưu với anh chị mình lô phôi trang đỏ nha anh chị. Cây đã sống khỏe hết rồi nha anh chị. Mong anh chị vô ủng hộ em Út nha. Rồi, em xin giao lưu với anh chị cây số 1 phôi trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Cây số 1 hoành thân là 13, hoành củ là 32. Hoành thân 13, hoành củ 32 anh chị. Đó, cây này em xin giao lưu bữa nay em hạ giá xuống là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình nha. 450.000 bao ship toàn quốc. Cây này đã sống khỏe nha anh chị. Đây là mã số 1. Đây là mã số 2. Mã số 2 có một cái dáng đổ nha anh chị. Hoành thân là 9, hoành củ là 32. Hoành thân 9, hoành củ 32. Rồi cây này em giao lưu với anh chị là 400.000 bao ship cho anh chị toàn quốc mình luôn. Rồi cây này là cây mã số 3. Đó. Là hoành thân 19. Ủa hoành thân 15 nha anh chị, hoành củ 29. Đó. Cây này có dáng cũng được được anh chị. Đây. Cây này em cũng giao lưu với anh chị mình là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đây là cây số 4. Cây số 4 hoành thân 13 anh chị, hoành cũ là 35. Cây đã sống khỏe hết luôn nha anh chị. Này em bao ship bao sống cho anh chị mình luôn nha. Cây này em cũng giao lưu với anh chị mình là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Cây số 4. Đây là cây số 5. Này, to to chán luôn anh chị. Đó. Là hoành thân 13. Hoành thân 13 làm đo vị trí này anh chị, hoành cũ là 32. Rồi, cây này em cũng bán 450.000 bao ship cho anh chị mình luôn. Rồi. Đây là cây số 6. Hoành thân 14. Hoành cũ là 32. Hoành thân 14 em đo vị trí này nha anh chị. Hoành cũ 32. Rồi em cũng bán đồng giá là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Bao ship bao sống luôn. Rồi, cây số 7. Đây, cây số 7. Là hoành thân là 14, hoành cũ là 32. Cây nào cũng đã lên mầm hết rồi anh chị. Rồi em bán luôn là 450.000 bao ship cho anh chị mình toàn quốc luôn nha. Rồi cây số 7. Đây là cây số 8. Cây số 8 này hoành thân nó to nha anh chị. Hoành thân nó là 15, hoành cũ nó là 37. Rồi em cũng bán đồng giá cho anh chị mình lựa chọn luôn, 450.000 bao ship cho anh chị mình toàn quốc luôn nha. Rồi là cây số 7. Cây số 8 chứ anh chị, xin lỗi, cây nãy là cây số 8. Đây là cây số 9. Hoành thân là 13, hoành cũ là 35 anh chị ơi. Rồi. Phôi trang đỏ lá nhỏ nha anh chị. Rồi em cũng xin giao lưu là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây là cây số 10. Củ đế nó cao lắm nha anh chị. Đây, găng tay em. Đó, cây số 10. Cây số 10 hoành cũ là 31, hoành thân là 13 nha anh chị. Rồi em cũng xin giao lưu đồng giá luôn là 450.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Cây số 10.
Rồi em cũng kết thúc video tại đây nha. Mong anh chị ai xem kênh nhấn đăng ký ủng hộ em Út nha anh chị ơi. Rồi em cảm ơn anh chị.